Hello hello, xin chào tất cả các bạn thân yêu và xin đầu tiên clip thì Lao xin chúc toàn thể tất cả các bạn có một ngày nghỉ lễ thật là tuyệt vời và vui vẻ bên gia đình các bạn nhé. Và tiếp nối với clip xạ thủ thì Lao sẽ gửi đến cho anh em một clip Moren. Khi được búp sức mạnh thì Moren sẽ bảo đảo như thế nào. Và clip này mình khuyến các bạn nếu nào đã nghe đến giai đoạn này rồi thì bạn hãy xem hết clip này thì nó sẽ không bao giờ phí phạm cho tất cả các bạn một giây phút nào hết. Và clip Moren này, mình sẽ nói qua một chút về cái điểm thay đổi của Moren. Thứ nhất là Moren sẽ được tăng cái hiệu lực của cái nội tài đấy. Đấy, ví dụ khi ngay trước thì cái nội tài của 1 chấm ấy thì sẽ được giữ tầm 1,5 giây. Thì bây giờ sẽ tăng lên 2 giây hơn thôi. Đấy là một cái điểm mạnh của Moren khi cầm cái nội tài của nó. Có thể giao tranh rất là tốt. Và khi mắc cái nội tài này thì các bạn nhớ rằng Moren sẽ được một nửa đô của một biểu đồ lớn của biểu đồ thủ các bạn nhé. Thì khi mắc cái nội tài này thì Moren sẽ đạt tầm khoảng 300 giáp với 300 càng phép. Thì nó rất là trâu các bạn nhé, siêu trâu luôn. Và đặc biệt rằng quan trọng hơn hết đó chính là chiêu 1 của Moren. Về khi kích hoạt chiêu 1 thì Moren tăng tâm đánh, tăng sát thương đặc biệt nữa. Đó chính là tăng hút máu các bạn nhé. Đấy, các bạn hãy chỉ cần nhớ cho Lao cái hai cái điều này thôi. Nội tài được lâu hơn và chứa một đi đường tốt hơn. Các bạn hãy nhìn cách Lao này, hồi máu rất là nhanh, chứa một chỉ cần kích chứa một cái rất nhanh và chứa một cái mỗi lần bắn thì được giảm 10% hồi chiếu. Ví dụ 8 giây chứa một thì một lần bắn thì sẽ được hồi 0,8 giây các bạn nhé. Đấy, đầu game với team địch di chuyển rất là tốt. Đấy, có 4-5 thang tập trung đường rồng và team mình ăn ca xa bỏ đường rồng rồi mình sẽ đánh. Và trong trận đấu này thì Lao sẽ áp dụng những bạn nào mà coi clip xạ thủ trước hoặc chưa coi thì các bạn hãy coi cái clip Phoenix trước của Cương Lao thì sẽ có những cái chiến thuật kinh tế xạ thủ. Và Lao sẽ áp dụng 3 cách, đó chính là bước đầu tiên là sẽ farm đến khi mất cái trụ các bạn nhé. Các bạn hãy nhớ nhé, khi các bạn chơi xạ thủ thì cái việc quan trọng đầu game nhất đó chính là farm. Đấy, vì khi các bạn phám, các bạn sẽ sánh hơn bất kể cái thằng nào bên team địch. Ôi dồi ôi, tôi tục biến cái pha này phát. Rồi, lùi, thằng ná mùa hãy thế nhà. Tí tao mới đấm, mới bắn cho các bạn nhá. Đấy, quan trọng nhất là các bạn hãy áp dụng giúp Lao phám. Đấy, phám khi nào mà mất một cái trụ thì chúng ta sẽ di chuyển. Đấy, ở đâu thì tí Lao sẽ hướng dẫn tiếp. Đó chính là cái bước 2. Bước 2 chưa tới thì tí Lao chưa nói. Và Lao sẽ nói duy nhất đó chính là cái bước 1. Đấy, các bạn hãy nhìn đi con Moren nhé. Cái nội tài này, khi đi đường thì thằng Moren khi nào nó cũng sẽ có cái chấm nội tài này. Nó rất là khỏe các bạn nhé. Và hầu như thằng Moren, Lao thấy nhé, cái giai đoạn đi đường nó rất là mạnh, hầu như không sợ ai. Nhưng chỉ có một cái điểm yếu duy nhất các bạn mà sáu suốt à từ từ đấy cái phần này. Ôi, trời ơi, chủ bản mình các bạn ơi. Ôi, đen thế nhỉ. Cái pha này sao lại trù bản mình các bạn nhỉ. Rồi, ok, không sao, phám tiếp các bạn nhé. Đấy, phút từ 4 đến 5 rồi. Chuẩn bị rồi. Xong. Về. Ôi, ông CP ông còn lao lên nữa. Có chết ấy. Để các bạn. Rồi, bình tĩnh. À, sao. Ôi, tìm được 3 thằng rồi. Tìm được 3 thằng các bạn. À, có Liliana phám nốt trong cái pha này các bạn. Đấy, ui dồi, Liliana. Ui dồi. Tình yêu, thôi, bỏ trù các bạn nhé. Ui dồi, tí mình chết 4 thằng các bạn. Rồi. Vậy là được 5 phút 20 giây mình được ở đường phám thì cũng là một cái thành công lớn nữa các bạn, là một cái thành công khá lớn. Và mình sẽ bỏ trù các bạn nhé. Và khi bỏ trù các bạn thì xạ thủ nó sẽ chơi những cái gì tiếp theo? Vẫn là phám các bạn, vẫn là phám. Bởi vì khi các bạn chơi bất kể một xạ thủ nào ấy, các bạn đâu và rửa game đâu ấy thì các bạn sẽ phải cố gắng kiếm cái lượng vàng tốt nhất. Đấy, các bạn hãy nhìn nhé, cái lượng vàng còn Lao sánh nhất team mình thôi. Đấy, và không hề thua team địch bao nhiêu cả, cho dù team địch có sánh. Đấy, nhờ vào cái lượng farm các bạn nhé. Đấy, nên Lao sẽ cố gắng farm di chuyển đường mid và đường rồng. Farm thế nào? Đấy, cảm thấy an toàn thì Lao di chuyển đi farm. Đấy, Lao sẽ farm trong rừng này. Xong bắt đầu đón được cái tên lính đầy cao ở phía dưới này này. Đấy, các bạn thấy chưa? Cực kỳ an toàn luôn. Đấy, cảm thấy mà team địch ở mid như thì mình sẽ ra, mình còn chưa bám mình sẽ ra mình thủ một chút. Đấy, mình sẽ không cố tình đánh nhau nhé các bạn nhé, mình sẽ cố gắng thủ được từng nào hay từng đấy. Đấy rồi, Lao lên. Ôi giời, cái pha này ui sao chả là mèo. Một pha quét sạch ở cái phút từ mấy
ở phút thứ 6 các bạn ấy, chỉ một cái pha phạm là chưa kịp cái làm gì các bạn, ôi cái tím địch thế nó cho mạnh em. Không sao các bạn nhá, không sao các bạn, đây giết cái pha này lao hơi phèo đấy, hơi kiểu là thực ra nó là cái chủ trương là chỉ phạm thôi, nhưng mà cái pha là đánh nó là hơi phèo, nhưng mà không ngờ tím mình chết nhanh thế các bạn ạ. Thôi không sao, là sẽ bật cái chế độ gánh tím này, bật chế độ gánh tím các bạn nhá. Đấy, bây giờ Lao sẽ tận dụng một cơ hội này. Lao sẽ bây giờ tím địch nhá. Chỉ cần solo kill thôi, Lao sẽ solo kill được thằng Na này, solo kill được Quillen này, thậm chí cái thằng Violet. Thì ví dụ như bây giờ Lao sẽ đóng một vai trò Moren sát thủ các bạn nhá. Nói chung Lao sẽ không hy vọng là cái thằng CP sẽ cover Lao đâu. Đấy. Lao sẽ không hy vọng đâu. Đấy, bây giờ Lao sẽ lên cái thương xuyên phá luôn để Lao chơi theo đường năm gánh tím các bạn nhá. Đấy. Đây là cái giai đoạn này các bạn này, 7 phút rồi. Đấy. Lao vẫn áp dụng được những cái Lao đê ra đó, chính là đi farm các bạn nhá. Và lượng vàng của Lao rất là ngon lành. Đấy. Lao cũng gọi là farm được từng nào hay từng đấy. Và trong giai đoạn này là giai đoạn chuẩn bị combat thôi. Team địch chuẩn bị tấn công thôi. Thì Lao bắt buộc sẽ phải đánh nhau các bạn nhá. Và đánh nhau thì giữ vị trí như thế nào. Đấy, các bạn hãy nhìn cách Lao bắn nhá. Bây giờ các bạn hãy cố gắng xem này. Đấy, bây giờ Lao bắt đầu tư tưởng của Lao cầm con xạ thủ là sẽ phải combat giao tranh. Đấy, thì Lao sẽ tận dụng phám hết tất cả những cái gì mình có thể được để chuẩn bị cái giao tranh tốt nhất các bạn nhé. Đấy, bởi vì giao tranh là cái điều gọi là không thể nào tránh khỏi được nữa rồi. Bây giờ không thể phám đây, bây giờ đánh nhau này. Rồi, có một chút sinh giáp rồi. Thằng Arduin nó đánh rất là hồ báo, thậm chí chúng ta sẽ có thể bắt được nó. Đây, Lao lên, có 10 nội tài nhá. Có 10 nội tài rồi thì không sợ này. Đấy, anh em Lao lên đi, 5 năm này, 5 bét 5 này, đi ba đây, bắt nào. Lao lên gặp thằng nào chơi luôn, Lao tánh rồi đây, bắn thằng Arduin đi, đây, chơi nó, rồi ok, ngon lành, bắt lẻ, tuyệt vời. Tiếp tục, đi chung đi, anh em đi chung đi, rồi mà có cover nữa thì gọi là bét tên lên nhé luôn. Đây, đánh nhau đi rồi, ăn tạm con rồng trước, con rồng các bạn nha, từ nha, con rồng, Lao thì con rồng ngon hơn. Ui ôi, thằng quý lén kìa, rồi, sợ. Ui dồi, đây nà, hay quá, đây này quý lén rồi, các bạn xem này, cần luôn, tâm dư tốc biển lên đây chơi luôn các bạn, tốc biển lên. Ui rồi, hai tốc biển không sao. Tâm dư rồi, ôi nó chết rồi, Lao lên đây. Đây rồi. Ui rồi thiểu rồi, trời cần luôn. Chuyện bình thường, bây giờ quá là bình thường các bạn nhé. Đây bây giờ cần hai là cái chuyện bình thường thôi. Đấy. Bởi vì các bạn phải hiểu rằng là khi mà tích được 10 cái nồi tài này thì đúng là best lên nhé. Ôi rồi anh này đừng bật. Ôi sao. Làm gì? À Arduin đấy, bật chứa một đến là hồi máu tiếp các bạn nhé. Cố gắng này, các bạn hãy nhìn cách Lao này. Đấy này, bắn này. Đấy. Thằng Violet bây giờ bắn có mất máu đâu các bạn, không hề mất máu các bạn nhé. Nó bắn không hề mất máu luôn, chơi luôn, phố máu. Ôi xôi, ôi, đấy các bạn thì nó đen ác không? Nó đen là quá ác các bạn, Lao lên bắn này, đấy này. Lao lên, xôi, ôi, nó trấu như này luôn. Rồi, ôi xôi, hơi quý lén các bạn ạ. Thêm gần ná các bạn đấy. Các bạn thấy chưa? Mó đen là một vị tướng màu gánh rửa game rất tốt các bạn nhé. Ở cái phiên bản trước, cái đợt ngày xưa Moren nó gánh lết rất tốt, nhưng không, Moren này lết nó không mạnh như trước các bạn ạ. Lao đánh giá rằng là Moren ở phiên bản này đánh lết không tốt nhé, mà nó sẽ là một vị tướng, bởi vì đó một vị tướng Moren nó mạnh ở giai đoạn đầu game rồi. Thay vì ngày xưa Moren rất yếu đầu game thì ở meta này Moren nó mạnh hơn ở đầu game rồi, và để dừa game là giai đoạn mạnh nhất của Moren. Tại vì sao lại như vậy? Moren dù gì đi dù là một vị tướng bắn tánh cứ rất yếu các bạn nhé, rất yếu. Ví dụ mà gặp những cái vị tướng tánh cứ thì hầu như Moren nó bắn không xi nhê gì luôn, nó chỉ đe và bắt nạt được những vị tướng sát thủ màu giấy giống như này, Na này, Quillen này, đấy rồi là Violet, Violùng này, đấy Quillen này bắn luôn này các bạn này. Đấy Lao cũng sợ, có 10 nội tài Lao cũng sợ bắn nó phát hôi màu luôn. Đấy, nôm na là những vị tướng màu giấy và sát thủ ấy thì thằng Moren làm rất tốt, nhưng đối với những vị tướng tánh cơ, ví dụ nhé, chỉ cần thằng Arduin là thôi, Lao lên hút sát thương một phát, có thêm một thằng sát thương bên cạnh thì mình coi như là không thể làm được gì. Đấy, cho nên Lao sẽ đánh giá rằng thằng Moren là cái giai đoạn gánh không tốt ở phút thứ 15 trở đi, cho nên các bạn phải cân nhắc rằng khi nào nên pick Moren, cái này là cái điều quan trọng các bạn này. Khi team địch không có nhiều tánh cơ, nhớ cho Lao nhé, không có nhiều tánh cơ và có nhiều sát thủ màu giấy. Đây cái pha này Lao cần luôn này. Ui dồi, cái thằng này cày cái đấy. Ui dồi, không kịp các bạn ơi, tiếc quá. Đấy,
Bởi vì trong trận đấu này team địch có một thằng Aduin thì một tanh cơ là không đủ. Vì tầm 2 tanh cơ trở lên ấy thì các bạn pick Moren, các bạn này kiểu gì các bạn thua. Đấy. Kiểu gì các bạn thua thật lắm. Đấy, cho các bạn hãy nhớ nhá. Khi team này có nhiều sát thủ màu giấy thì Moren là một sự lựa chọn rất rất là tốt. Vì Moren nó đè những cái thằng như là Nakaroth, đấy, như thằng Quillen solo kill rất rất là tốt. Vì sao? Vì nó không bị sốc. Các bạn xem này. Ôi ná. Vì Moren nó không bị sốc đám như các xa thủ khác các bạn nhé. Hãy nhớ cho Lao điều đấy nhá. Và đấy, đơn giản thôi. Các bạn hãy áp dụng cho Lao. Đầu game các bạn phám giúp Lao. Đến khi Lao mất một cái trụ. Đấy. Khi mất một cái trụ rồi thì các bạn sẽ tiếp tục phám tiếp. Di chuyển 3 đường. Chúng ta sẽ di chuyển 3 đường phám bằng cách an toàn. Đấy. Khi nào các... Ôi dồi Quillen các bạn nhìn kia. Thế là bắn hết. Bắn hết các bạn ạ. Các bạn thấy chưa? Siêu mạnh các bạn nhá. Đấy, hãy nhớ nhá. Khi nào có hai vị tướng tánh cơ được lên thì không được pick Moren. Nhớ cho Lao cái điều đấy. Pick là thua. Đấy, bởi vì là Moren không bắn được tánh cơ nhiều đâu. Nhớ giúp Lao điều đấy nhá. Rồi. Và tiếp theo đấy, áp dụng theo những đứa bạn nào mà chưa xem những cái cầm năng chiến xa thủ thì các bạn hãy tơi lại xem clip Phoenix của Lao cách đây vài ngày. Là có hướng dẫn rất là chi tiết cách chơi xạ thủ thế nào thì best các bạn nhé. Và Lao chỉ áp dụng cái Lao nói ở trong clip để thành clip này thì chơi rất là easy đối với vị tướng Moren. Và Lao nghỉ clip để kết thúc rồi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở clip sau. Tất cả các bạn ơi, mai yêu, bye bye.